Chào các anh chị, thì trên tay mình đó là một cái sản phẩm chốt cho kệ. Cái sản phẩm này được gia công bằng vật liệu thép, sau đó được xi mạ 7 màu theo cầu của các anh chị nhà máy gỗ xuất khẩu. Thì kích thước của sản phẩm này là có bề ngang tương đương với 13 mm, chiều này có kích thước là 21 mm, chiều này có kích thước là 16-17 mm. Cái cốt có đường kính là 6m6 và chiều này có chiều cao tổng thể là tương đương với 10 mm. Sản phẩm này dùng để lắp đặt trên các cái vách ngăn tủ, sau đó ráp cái kệ trên này, các cái đường nét chi tiết đóng đinh rất là chắc chắn. Cái này đảm bảo quá trình lắp đặt trên các sản phẩm đồ gỗ của chúng ta hoàn toàn yên tâm về chất lượng, đặc biệt là dành cho thị trường xuất khẩu. Thì thông tin chi tiết cụ thể như thế nào thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với Vidatware hoặc các đại lý phân phối.